Khóa số Bulldog dùng để khóa chống trộm mũ bảo hiểm. Khóa số Bulldog ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu chống trộm cho những dòng mũ bảo hiểm cao cấp, cực kỳ tiện lợi cho người dùng khi hạn chế được việc phải mang vác chiếc mũ bảo hiểm của mình đi khắp nơi. Ưu điểm của sản phẩm là chống lại các loại kéo, kìm, cắt bấm thông thường, hiệu lực kéo lên đến 60 km, mật khẩu được cá nhân hóa, bảo mật cao, dễ dàng khi sử dụng. Có hai phiên bản là dây dài 20 cm dành cho các loại mũ 3/4 và dây 40 cm dành cho các loại mũ full face. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn, mình xin chia sẻ đó chính là một cái khóa số Bulldog dùng để khóa chống trộm những dòng mũ bảo hiểm cao cấp. Đây là một shop yêu thích trên Shopee, được đánh giá 4.9 sao với gần 500 sản phẩm đã bán rồi. Giá của sản phẩm là 90.000 cho đến 120.000 cho một cái ổ khóa số mũ bảo hiểm cao cấp như thế này. Giá nó dao động thì nó sẽ phụ thuộc vào cái size sản phẩm. Ví dụ như cái dây mà dày 20 cm dành cho mũ 3/4 đầu thì sẽ có giá là 90.000. Nếu các bạn chọn cái dây dày 40 cm và dành cho mũ full face là trùm hết cái mặt á, thì sẽ có mức giá là 120.000. Tùy theo cái nhu cầu của mình, các bạn hãy chọn cho mình một cái khóa số mình cảm thấy ưng ý nha. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Sản phẩm đúng như mô tả, khớp khóa sau thời gian sử dụng mới đánh giá được 5 sao. Đây là video thực tế của khách hàng khi mua về nè các bạn. Đó, cọng dây cước rất là dày nha. Khóa đẹp, dễ sử dụng, giao hàng nhanh. Khóa chắc chắn này, yên tâm không sợ mất nón xịn nha mọi người. Mày mò xíu thì hiểu được nguyên tắc mở khóa. Khóa chắc chắn ban đầu hơi khó gỡ nhưng biết cách thì sẽ quen. Gỡ khóa hơi lâu nên mấy người xấu sẽ ngại lấy hơn. Khóa tốt, chắc chắn dây kẽm khá dày, có thể chống được cái lực cắt tương đối. Nói chung thì đây là một sản phẩm hết sức tiện ích nha các bạn. Khi các bạn sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm cao cấp thì đôi khi chúng ta để ở những cái nhà xe công cộng rất là dễ bị mất, và mang theo thì nó khá cồng kềnh bất tiện. Các bạn hãy mua cho mình một cái khóa số như thế này, và chúng ta mang ở xe, khóa cái nón bảo hiểm vào trong cái khung xe thì sẽ không có bị mất. Nên các bạn an tâm về chất lượng sản phẩm nha. Shop bán hàng khá là uy tín. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.